tới bây giờ mình còn thấy chị giống con mèo với anh. À, bây giờ thì mèo, con mèo vẫn còn hiện diện nhưng mà nó lai sư tử một tí. Do mình yêu cái công việc mình làm thôi. Và hai đứa mình nghĩ là nếu mà làm như vậy cũng có một chút kinh tế thì có thể là trang trải cái cuộc sống. Nhưng mà khi mà làm cô ấy thì cô ấy giận, cô ấy bỏ về về dưới nhà má đó, thì không có hỗ trợ cho anh. Ngày hôm nay lần đầu tiên chị nghe chồng chị tâm sự với chị này đúng không ạ? Ông thù dài. Thù dài. Chào quý vị khán giả của chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Ngày hôm nay thì chắc chắn là quý vị khán giả sẽ tò mò và thắc mắc tại sao có một mình Trâm đứng tại đây thôi. Tại vì mấy anh chàng thám tử kia ngày hôm nay rất là bận rộn để đi khám phá những gia đình khác. Còn riêng Trâm ngày hôm nay, gia đình này Trâm đặc biệt rất là thích luôn. Và để xem thử gia đình ngày hôm nay mà mình khám phá sẽ đặc biệt như thế nào thì xin mời quý vị khán giả cùng theo chân Trâm nhé. Xin mời. Chị ở nhà không ha? Chào em, ủa chào anh đây ạ? Dạ, chào anh, chào chị ạ. Anh làm gì em đi lăng xăng vậy? Anh thấy hả? À. Dạ, tại vì em thấy cái cơ sở của mình nó to quá cho nên là em muốn khám phá nhưng mà ai ngờ đâu bị anh bắt được rồi. Nhưng mà em vô nhà nha. Dạ, nhà rồi, chào anh chị ạ. Chào năm con. Trời ơi, dễ thương quá. Anh chị, nhà mình có năm bé là năm bé gái luôn hả anh? Đúng rồi đó, năm cô công chúa của nhà anh đó. Cái này người ta gọi là ngũ long công chúa. Trâm đã nói với quý vị khán giả rồi, ngày hôm nay sẽ là một cái tập rất là đặc biệt luôn. Chúng ta khám phá một gia đình mà có đến những ngũ long công chúa như cả nhà. Nhưng mà đầu tiên trước khi mà mình dùng trò chuyện với anh chị á, thì Trâm cũng như là anh chị sẽ cùng đi tham quan một vòng nhà của anh như thế nào nha. Dạ, anh chị dẫn em đi tham quan nha. Em thấy cơ sở mình bự quá, em cũng hơi run á. Ở đây là mình làm là về tóc đúng không ạ? Đúng rồi, mình làm tóc. Thì cái không gian này là cái nơi mà chăm sóc khách hàng. Thì nó có khoảng 7 khu vực. Cái khu mà làm cắt tóc nè. Dạ. Khu uống dưỡng nhuộm. Dạ. Khu này là khu gội đầu. Dạ. Đấy. Và cái khu trưng bày sản phẩm ở bên trong nó có cái học viện nữa. Ở bên trong mình còn nữa ha. Cái nơi đào tạo của anh nhưng mà dịp này thì chưa có, tại vì nghỉ, các bạn đã nghỉ Tết nên chưa có đào tạo. Đó là về công việc của anh chị hiện tại. Còn bây giờ thì mình sẽ đi sâu hơn về vấn đề hôn nhân, con cái của anh chị như thế nào nha. Hai vợ chồng mình là cưới nhau tới nay là được bao nhiêu lâu rồi hả anh? Cưới nhau thì 13 năm mà quen nhau thì 17 năm. Quen nhau 17 năm. Còn kết hôn không là 13 năm. Yeah. 13 năm là mình có 5 bé, là có nghĩa là mình sản xuất liên tục luôn ạ. Yeah. Nếu mà chia ra thì khoảng 1 năm rưỡi một bé. Dạ. Yeah. Hồi đó là em đang tò mò biết là ai là người cua ai vậy ạ? Cũng không hẳn là cua mà là bị hiểu nhầm á. Em thì em không có thích ổng. Em ghét lắm, em ghét lắm. Là hồi xưa học chung với nhau hay sao chị? Dạ không, chỉ là qua nhà bạn chơi rồi gặp ổng. À, qua nhà bạn chơi rồi gặp anh này mà ghét lắm. Dạ đúng rồi, cái ghét của em á là tò mò về ông này. Tại vì cái lúc mà em qua bên nhà bạn chơi, người bạn đó là nữ thì có nói là mình mới quen được một canh này, đẹp trai, cao to, làm người mẫu, mình nghe cũng tò mò. Nhưng mình bực bội cái là mỗi lần mình qua nhà là cái bạn đó đều khen, đều nâng bốc lên ghê lắm. Sau này vô tình mới gặp ổng. Mà gặp ổng không phải là ở trong nhà đâu mà ở ngoài ruộng. Nhìn mặt ổng dưới ánh trăng á, nó mờ mờ ảo ảo. Chị gặp anh ở lúc nào mà tự nhiên lúc ánh trăng là sao chị? Tại vì cái thời điểm đó là nhà, khu vực nhà ở là chưa có nhà nhiều lắm. Chỉ là ruộng rau muống rồi ruộng lúa thôi. Dạ. Nhìn ổng qua cái ánh trăng đó, mà ổng thì cái răng khểnh của ổng á, nó không như người ta, nó thụt hẳn lên trên á. Lúc mà ổng cười á, nhìn cái nó trời, con cha này móm mà còn xuống răng á, nhìn không ưa rồi. Từ hồi đó chị nghĩ vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi. Anh chị là lúc đó chị gặp nhau hay là nói chuyện chưa dưới cái ánh trăng đó à? Có hỏi vài ba câu, nhưng thời điểm đó là ổng dạng lắm, mình thì mình nhát lắm. Mình cũng có mua bánh rồi, đương nhiên là cái phép lịch sự của mình là mình sẽ mời đồng đều. Nhưng mà ổng nghĩ là mình mời bánh mà ổng thích ổng là thích ổng á. À, ủa anh sao đó anh nghĩ vậy anh? Nhóm bạn thì thấy cô bé này cũng trong bóng đêm ha, trong chạy dưới ánh trăng. Dưới ánh trăng ha.
ấy thì thấy cô bé này cũng dễ thương. Trong cái khoảnh khắc mà mời bánh thì cô bé nhẹ nhàng, thì mình cũng thích cái cách mà cô gái thì thích cái nhẹ nhàng như vậy. Tại mình lúc đó mình cũng khá là tự tin, tại lúc trong quá trình đó là mình cũng đang làm người mẫu rồi, đẹp trai cao ráo rồi. Thực ra mà nói là lúc đó thì cũng có sức hút, mình cứ nghĩ là cô này cũng tương tự như vậy thôi, mình cũng có một cái sức hút nào đó, mình nghĩ như vậy. Cô ấy cũng bén lén trước mình mà, thì mình cứ nghĩ là vậy. Cũng nhờ vào cái điều đó nó cho mình cái gọi là cái niềm tin là cô này thích mình rồi, và mình bắt đầu mình tiến tới. Anh là cái người tấn công trước. Hồi đó mình tấn công sao ạ? Giờ mình chia sẻ một xíu cho khán giả biết được không ạ? Đơn giản là cái tuổi đó thì thường thường là hai bà cô nói ghẹo thôi. Ơ kìa, cô bé dưới chân. Anh không nói như vậy, anh nói là anh về đúng không? Rồi sẵn anh cũng về luôn, anh có thể là đưa em đoạn về. Thì cái kiểu đó mình đi theo thì mình cứ lúc đó cô ấy đạp xe đạp đi thì cô mình cứ đi xe phía sau, mình đòi xe máy cho sáng đường ấy về. Trời ơi, dễ thương quá. Ở nhà em ở đâu rồi, em có gần đây không, thì bắt chuyện bởi những cái rất là đơn giản như vậy. Sau đó là bao nhiêu lâu thì mình bắt đầu mình mới chấp nhận tìm hiểu quen anh hả chị? Chắc tầm cỡ một tháng. Một tháng à? Ổng thì ổng không phải là ngỏ lời đâu, mà cái hành động á, hành động gửi quà về cho ba mẹ rồi tới đưa rước xin phép đi uống nước, thì em cũng có cái gì đó gọi là thoải mái ấy, rồi mới dẫn đến cái chuyện là quen nhau. Dạ. Mà hồi đó em nghĩ với chị chắc là rất là xinh luôn á. Lúc đó là mình có một mình anh theo đuổi không, hay là nhiều mối tình theo đuổi hả chị? Không, lúc đó mắt ổng bị gì á. Là sao chị? Xinh. Ổng bị gì là vì hai vợ chồng bị nhìn lầm với ánh trăng. Ủa là sao anh? Lúc đó anh vừa quay bộ sưu tập áo cưới với Thanh Hằng, quay trên đầm sen á, thì về trong thời gian đó mình thấy rằng là cũng mến Thanh Hằng. Lúc đó là da rám nắng, thì nhìn cô này thì mình cũng thấy rằng là cái chiều cao rồi có sự ngoại hình cũng khá là bắt mắt. Rồi lúc đó cái gu của anh á, thời thời điểm đó thì anh lại bắt đầu là thích cái da gọi là rám nắng. Da hơi ngăm ngăm một tí. Da nâu. Đúng rồi, da nâu. Da nâu nhìn lâu thấy đã này, đúng không? Thì cái lúc này cô này ấn tượng bởi cái dáng người đó, và cái khuôn mặt của cô này thì cũng rất là không biết sao, mà ví dụ anh tiếp xúc với người mẫu thì anh thấy rằng là cái nét đẹp thì nó cũng khá là chung chung, nhưng mà cô này nó có một cái lạ lắm. Hồi đó trước bây giờ cô khác, nhưng mà hồi đó cô có mặt như con mèo vậy đó. Lúc nào cũng nhỏ nhẹ, rất là ngại ngùng, khép nép. Nói chung là anh cứ tưởng tượng là cô ấy giống như một con mèo ấy, rất là dễ thương. Tới bây giờ mình còn thấy chị giống con mèo không anh? Bây giờ thì mèo, con mèo vẫn còn hiền diện, nhưng mà nó lai sư tử. Hãy em lấn cấn cái chỗ mà chị kể là cái gì mà ngày xưa là chị qua nhà bạn chị chơi, rồi bạn chị mới nói là khen anh này cao to đẹp trai rồi này kia. Lúc đó chị có hiểu lầm là người yêu của bạn chị không? Về sau em mới biết được là hiểu lầm thôi. Tại vì do là bạn nữ đó, bạn nói là bạn trai của mình mới quen cao to đẹp trai, là người mẫu dữ dằn lắm. Nói chung là cái người đó là tự ngộ nhận ổng là bạn trai của cái người đó, thì đâm ra mình chỉ biết và tin vậy thôi. Thì về sau này đến khi mà tìm hiểu rồi thì chính miệng ông xã nói là không phải, chỉ là xem như bạn bình thường thôi. Mà cái thời điểm mà dẫn quyết định mà để quen ổng, cái người bạn đó dạng như là có cái tính gọi là sợ tốn tiền điện thoại á, mới nhờ em bà lên lịch đi chơi với ổng đi, rồi cả nhóm đi chơi chung luôn. Thì mình cũng không nghĩ gì hết, mình cứ nghĩ là thì lên lịch giùm, mình cứ lên lịch giùm thôi. Nhưng mà ai ngờ mình gọi điện á để lên lịch đi chơi, thì ông này ông hiểu lầm, tưởng là mình thích ổng, ngỏ lời đi rủ đi chơi. Đâm ra lại càng hiểu lầm hơn. Khi mà chị với anh quen nhau rồi thì cái cô bạn kia có bị bất ngờ không? Có bất ngờ. Bất ngờ luôn hả? Thật ra là cái cô đó cũng thích anh đúng không ạ? Trong nhóm bạn đó là khoảng 3 tới 4 cô thích anh. Nhiều như vậy luôn hả anh? Vậy là bao nhiêu năm thì mình bắt đầu là tiến tới hôn nhân rồi? 4 năm tìm hiểu. 4 năm tìm hiểu, thì trong cái quá trình tìm hiểu đó thì anh chị có gặp những cái hiểu lầm gì khác không, rồi dẫn tới chia tay, rồi mình ai cũng sẽ có những cái gút mắt mà mình không có thể nào mà tháo ra được, rồi sau đó mình chia tay xong rồi cái mình tháo được cái gút mắt đó ra, mình lại quay lại. Anh chị có bị như vậy không ạ? Cũng có, nhưng mà do là cái chuyện của nó không có gì đó gọi là quá là to tát, cho nên là cũng không có sâu sắc, không có nhớ, cũng có chia tay. Rồi đa số là về cái lúc mà bắt đầu về làm chung với nhau á, ngày xưa là mỗi người một công việc, nhưng mà đến khi mà quen nhau là mới dẫn đến quyết định là mở tiệm làm chung, thì có nhiều cái không đồng quan điểm. Cái thời điểm đó mà ai mà không ghen đúng không, mình cũng có tí xíu gọi là ghen khi mà ông xã mình chăm sóc cho khách hàng gọi là quá là tận tình chu đáo, nhưng mình sẽ không có ghen ra mặt, tại vì khách hàng là kinh tế của mình mà. Sau khi mà cái buổi làm việc xong á, cũng có nói
qua lại rồi lớn tiếng. Thì anh thì là nam nữa mà nhiều khi chăm sóc cho khách hàng rồi cứ đụng tóc rồi cứ dày dày đẹp không em rồi. Chị em phụ nữ của mình á là hay chịu cảm xúc, cho nên mình nhìn những cái hành động, những cái cử chỉ, những cái lời nói đó mình quên mất đi là chồng mình đang làm cho khách, cho nên là đâm ra ghen. Lúc đó anh sao, cảm xúc anh sao? Cái tuổi đôi mươi qua một chút xíu thì thường thường cái cảm xúc đó thì anh nghĩ là thợ tóc thì ai cũng trải qua. Yeah. Nhưng mà cái ấn tượng nhất á là anh nhớ nhất là có một lần mà anh dần gần như anh trong tâm trí anh là muốn chia tay, nhưng mà anh cũng, cô ấy cũng chắc không biết, nhưng mà hôm nay thì anh cũng muốn nói rằng là anh rất là đam mê công việc, tại vì khách hàng tới rất là đông. Tới cái ngày gần giao thừa, tức là ngày 30 á, là có một khách hàng thân thiết họ đem cái ba lô tới này, cái hành lý tới, là nói anh Vũ ơi giúp em cái mái tóc đi, chứ về quê là không ai làm cho em hết, và bây giờ em về quê rồi là không có được đẹp, và anh Vũ làm cho em. Thì lúc này mình mới cũng đắn đo, do mình yêu cái công việc mình làm thôi, và hai đứa mình nghĩ là ừ, nếu mà làm như vậy cũng có một chút kinh tế thì có thể là trang trải cái cuộc sống. Nhưng mà khi mà làm cô ấy thì cô ấy giận, cô ấy bỏ về dưới nhà má đó, thì không có hỗ trợ cho anh. Anh đứng anh làm tóc, anh rất là hạnh phúc khi làm tóc, nhưng mà khi mà cô ấy về, cô ấy giận vì đẩy cô ấy bỏ về, thì anh đứng ngay bắn pháo bông ngay lúc đó là Nguyễn Lượng bắn á, là không biết từ sao anh đứng, anh bị giống như một cái khoảng lặng vậy. Hai ra ngoài cửa nước mắt bắt đầu nó tự dưng nó ứa ra, cái người bạn của mình lại không có đồng lòng với mình. À, lúc đó tức là không hiểu được cảm giác của anh. Không hiểu anh. Ngày hôm nay lần đầu tiên chị nghe chồng chị tâm sự với chị này đúng không ạ? Ông thù dài. Thù dài. Chuyện đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ là mình đã có 5 người con rồi. Bây giờ mình nói về chuyện hôn nhân đi ha. Sau khi cưới xong á thì mình về mình sống chung với nhau thì mình có những cái tật xấu hay là những cái như thế nào đó, thì ngày hôm nay mình sẽ bật ra như chị. Chị ở với anh tới nay là 13 năm rồi, thì bây giờ mình kể coi thử là anh có những cái tật xấu gì nè. Bây giờ ai sẽ là người kể trước đây ta? Em kể anh trước nha. Em kể. Nói nhiều lắm. Hồi nãy lúc đầu anh cũng có chia sẻ là anh là tiếp ngựa công việc á. Dạ. Đâm ra là nhiều khi ở cái một cái không gian như hai vợ chồng đi dạo ngoài đường hay là đi ăn sáng, đại loại là chỉ có hai vợ chồng thôi, là anh luôn luôn chia sẻ những cái gọi là căng thẳng ở trong công việc á để vô cái cuộc nói chuyện của hai vợ chồng riêng tư. Có nghĩa là em có một cảm giác giống như là mình không được thoải mái á. Yeah. Lúc nào cũng là công việc 24/24, công việc vẫn là công việc vậy đó. Còn nữa, ngủ mọi lúc mọi nơi. Thí dụ mà tới một cái buổi tiệc nào đó hay đang trò chuyện với mọi người trong gia đình á, có thể nằm ngủ gục. Ngay cả cái chuyện mà lãng mạn nhất đi xem phim á, cũng ngủ. Đi coi phim ma sợ gần chết, ai ông la hét thì còn ông quay đâu, ông thấy ông mở mắt, ông ngủ mà ông ngủ mở mắt không à. Cái cách mà anh ngủ á, là cái con người anh cực kỳ năng lượng rất là cao. Khi anh làm là tần suất gọi là vĩ đại luôn. Là anh làm coi như là không cần biết mình có ăn hay không ăn, anh vẫn làm. Thậm chí là anh nhịn mấy ngày để anh làm, anh chỉ uống nước với ăn một vài miếng trái cây thì anh vẫn làm công việc, vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà khi mà anh xả rồi thì anh giống như là một cái người gọi là bắt đầu cũng ngủ, năng ra giống như ngủ như chết không biết gì hết. Đôi khi bà xã không hiểu rằng là ừ, nếu lúc ngay cái lúc thời điểm mà cần quan tâm thì anh lại ngủ. Thực sự cái đó cũng là một cái sự thiếu cân bằng của anh. Khi mà năng lượng mình xả vào công việc, năng lượng mình xả vào bạn bè, năng lượng mình xả vào những cái sự tập trung của mình rồi, thì còn lại khi mà tiếp xúc cô ấy thì cô ấy nhận được những cái thứ mà không đáng là dành cho cô ấy, thì cô ấy cảm thấy tổn thương. Mà em cũng nể anh thật á. Đi coi phim ma mà anh ngủ được là em thật sự là nể lắm luôn. Trong khi người ta la ầm ầm nói mình ngủ được, lúc đó em nghĩ là chắc là mình mệt quá. Mình mệt quá nhưng mà mình vẫn chiều vợ, mình vẫn muốn đưa vợ mình đi coi phim. Cho nên là khi mà vô đặt chiếc phim thì lúc đó lại ngủ quên đúng không? Thì anh cũng đang nỗ lực để cải thiện cái chuyện. Dạ, yeah. Còn gì nữa không chị? Mỗi lần mà gia đình mà có tiệc tùng gì đó là anh không có chịu hợp tác. Bây giờ một mình em đi, em sửa soạn tới 5 bé. Tóc tai, phụ kiện, quần áo thì em phải mất từ 3 đến 4 tiếng. Yeah. Đàn ông mà người ta chỉ khoác được một cái bộ đồ đẹp vô là ok, tóc tai chỉnh chu, nhưng phụ nữ nó sẽ khác. Tới lượt mình lúc nào cũng là cuối giờ. Thì anh hối, rồi anh quát, anh la, nói chung là đủ kiểu làm cho mình không có đủ tự tin, rồi cảm thấy bị tủi thân á, cái gì cũng một mình á. Dạ. Rồi đến khi mà tới một cái buổi sự kiện nào đó mà mình muốn chụp hình, biết là con đông thì cái mức độ mà linh hoạt của mấy bé nó sẽ rất là cao. Thấy con tụt mút cái ba em tụt mút theo. Thôi nó tụt mút rồi, không có cần phải chụp nữa đâu. Không, cái này thì anh công nhận là anh mới nhận ra rồi. Là khi mà anh bắt đầu là đổi cái vai trò là coi con thì anh mới thấy rằng là cái công việc của cô ấy rất là vất vả. Là đàn ông thì thường thường á mình làm theo một cái thói quen cũng như là một cái vô thức bình thường, cái bản năng của mình ở vô mình chỉ cần là tắm xong mình xoát bộ đồ vô thôi. Dạ, xong. Xong thôi. Tôi nghĩ là các cái cháu gái thì cũng thì mẹ cứ mặc đồ vô đi rồi cũng xong thôi. Nhưng mà mẹ rất là kỹ vì cái thẩm mỹ của bà xã rất là cao, lên mọi thứ đều phải chu toàn hết. Mẹ muốn là bước ra đường phải xinh xắn, con gái là phải xinh xắn, nên mẹ vuốt từng cọng tóc, mẹ chăm chút từng cái bộ đồ, từng đôi giày.
thì đôi khi á là cái deadline á nó bị trễ. Ba mẹ vợ hoặc là bên mẹ anh cũng hay, người lớn họ hay cằn nhằn anh, cứ lúc nào cũng trễ hết. Nhưng mà sau này anh thông cảm được cho vợ anh rằng là cái áp lực của vợ anh đối với năm con thì nó cũng không hề đơn giản. Yeah. Khi anh trải nghiệm cái vấn đề coi các cháu rồi anh thấy là nó khá là thấu hiểu hơn. Yeah. Anh làm bên tóc nè. Đó, thì tại sao trong cái quá trình mà mình đi chơi xong mình không vô mình phụ mình tột tóc cho con, hoặc là mình tạo kiểu cho con đi? Nó có một cái là anh làm việc thường thường là nó có deadline, nhưng bà xã anh làm việc thì không có deadline, nên đôi khi nó khó. Ví dụ như bây giờ anh muốn là ok, trong cái thời gian này nè, anh phụ em này đi. Tại vì bà xã không hiểu được là trong cái ngoài cái công việc phụ gia đình thì anh còn có những cái công việc anh phải giải quyết về công ty hoặc là các cái công việc khác nữa, thì không thể nào mà mình luôn như cứ nhảy vào là mình phải giải quyết vấn đề con ngay lúc đó. Nếu cho anh cái deadline hoàn chỉnh thì anh sẽ chọn vẹn đúng cái khung giờ đó. Yeah. Nhưng mà ngẫu hứng sách anh đi thì anh sẽ bực bội. Tại vì sao? Tại vì anh nhớ biết đâu anh đang lại với đối tác hoặc là với cái công việc, thì nếu mà cho anh cái không có deadline thì anh sẽ không giải quyết được. Nhưng mà anh thấy rằng là cái nỗi khổ của vợ anh về vấn đề mà coi con ấy, thì anh rất là thấu hiểu và anh sẽ nỗ lực để cân bằng hơn. Yeah. Sẽ có những cái giải pháp cho vợ chồng tốt hơn. Đó, ngày hôm nay anh nói vậy là em cũng nghĩ là anh sẽ có một cái thời gian để mà sắp xếp lại nó hoàn thiện hơn, để mà có thể hỗ trợ chị trong cái vấn đề là chăm con. Đó là những cái tật xấu của anh. Còn bây giờ nè, tới lượt anh rồi, tật xấu của chị. Thực ra mà nói thì tất cả mọi người nhìn vào năm con đều khen ngợi. Khi mà anh đăng một cái thông tin hoặc là vợ anh đăng một cái thông tin lên trang yêu vợ hoặc là nghiện vợ hay là tất cả gì, mọi người đều ủng hộ. Nhưng mà sau những cái câu chuyện mà một cái áp lực nó không hề lớn, trừ khi là những cái gia đình nào mà đã từng con cái, có những khách hàng mới có hai cháu thôi đã bắt đầu tâm sự với anh về vấn đề khả năng bị stress này, bị tâm lý này kia rất là nhiều rồi. Thì anh thấy rằng là những cái điều mà nhưng mà có những cái góp ý mà để mình đôi khi mình nói ra thì đôi khi là không có thấu hiểu bởi những cái tôi hoặc là những cái mỗi cái người cái phong cách riêng, ai cũng có cái trạng thái quen thuộc riêng, mà khi đụng chạm vào cái gọi là cái vùng không thoải mái của nhau á thì sẽ đôi khi nó sẽ bị trái chiều. Thì cái đầu tiên mà cô ấy, thì khi cô ấy dọn lên á thì cô ấy là không bao giờ nói chuyện, tắt máy, chặn điện thoại, chặn hết mọi thứ liên quan tới anh, và anh bị căng thẳng. Tại vì đàn ông á, cái não rất là đơn giản thôi, nếu như mà tò mọi thứ đều không liên kết được thì đàn ông cảm thấy rất là hoang mang. Anh là tiếp người gia đình, gia đình mà có việc gì là gần như não anh nó chống hết, nó không có khả năng làm bất cứ việc gì hết. Yeah. Thì tất cả khi mà cô ấy làm cái điều đó là tác động vô anh một cái điều là đóng bộ não anh lại. Yeah. Nó làm ảnh hưởng tới công việc của anh, duy nhất bị ảnh hưởng tới tất cả mọi thứ đều xuất hết. Cãi nhau cũng được, đập đồ cũng được, nhưng mà cuối cùng em phải nói ra chứ em không thể nào đóng lại rồi em trốn không được, anh không thích vậy. Có những lần mà mới quen nhau thôi là em lên ông giận một phát một là khóa cửa lại, anh đi đâu anh đi tôi ngủ đừng có kiếm tôi. Cứ mỗi lần cãi nhau là nhốt anh bên ngoài, là anh đi đâu anh đi, nhốt luôn bên ngoài luôn hả chị? À. Có một lần em nhốt bên ngoài, cái ông trèo cổng vô mà em canh, em cố tình em canh cho ông trèo lên tới đỉnh á, xong em mới mở cửa. Thì đó là cái mà xấu nhất là không có nói ra những cái tiếng lòng ở bên trong. Anh thì ví dụ cãi nhau hay gì đi cũng được. Đó, cái thứ hai là cái cảm xúc mà cô ấy giận lên là cô ấy hay đi mua sắm để xả stress mà rất là nguy hiểm. Nguy hiểm hả? Nguy hiểm. Tại vì cô ấy xả stress theo kiểu mua sắm mà là cái gì cũng tha về đó, chứ không phải là mua theo có sự tính toán gia đình cần hay này kia. Anh cảm thấy rất là căng thẳng, tại vì nếu mà như vậy nó ảnh hưởng tới con cái và tương lai rất là nhiều. Mình cần phải học cái cách quản trị cái cảm xúc theo cái cách đó. Thì đó là cái cảm xúc của cô ấy. Anh có nhớ được là một cái lần mà chị giận lên á, chị đi mua biết bao nhiêu tiền không ạ? Cái bill đó bao nhiêu tiền và cái đống đồ nó nhiều như cỡ nào không ạ? Vài chục triệu tới gần 100 triệu đấy. Mua tùm lum hết trơn á. Mà anh cảm thấy hoảng luôn, sau này là anh phải giấu cái thẻ đi. Anh nói thôi đừng có xài thẻ. Hoặc là anh sẽ nghĩ là không được làm cổ giận nữa. Mỗi lần làm cổ giận là anh sợ quá đúng không? Đúng rồi, anh cũng... Chị, lúc đó chị nghĩ cái gì mà chị mua dữ vậy chị? Hay là lúc đó tức quá rồi đi mua cho bỏ tức? Thì đúng rồi, tại thẻ của ổng nè. À, thẻ của ổng cho nên là đi mua cho bỏ tức luôn đúng không? Trong thời gian dịch vừa qua thì anh mới bắt đầu lắng động lại, anh mới thấy được là đôi khi cái cuộc sống nó quá là gấp gáp, mình cần phải chậm lại. Những cái thứ đôi khi mình coi là quan trọng nhưng mà đôi khi không phải là quan trọng. Dạ, thật ra thì trong thời gian dịch vừa rồi á, mình ở nhà mình không làm việc và mình có thời gian để mà mình trò chuyện nè, mình nói chuyện nè, mình chơi với nhau, rồi mình là một gia đình mà. Cho nên nó xảy ra nhiều cái chuyện đó mà mình không nghĩ tới á. Cho nên là cảm thấy là mình trân trọng những cái gì mà của gia đình mà mình nó có hiện tại. Hồi nãy giờ mình cũng đã biết rất là nhiều về cái tật xấu của nhau. Thì em hy vọng là anh chị sẽ sửa đổi cũng như là mình sẽ thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Còn bây giờ thì em xin phép anh lại gặp chị một chút xíu để em hỏi về cái
chuyện con cái một xíu nha. Ok Trâm. Rồi hẹn bà xã với Trâm nói chuyện nha. Dạ. Trâm coi con đi. Dạ rồi. Anh vô trong rồi thì em nghĩ là chị em mình cũng sẽ có những cái chuyện mà thầm kín, hoặc là có những cái chuyện mà chị giữ trong lòng mà chưa có nói được. Không biết là khi mà mình sinh năm bé gái như vậy á, thì gia đình chồng hoặc là ba mẹ của chị á có cản trở hay là có nói gì không? Không có bị áp lực nhiều ở bên gia đình của bên chồng. Dạ. Mà áp lực chính mẹ ruột của mình á. Dạ, mẹ ruột của mình là không muốn chị đẻ thêm bé gái nữa hả? Dạ đúng rồi. Có nghĩa là mẹ không có quan niệm là cháu gái hay là cháu trai đó, nhưng mà mẹ mình sợ mình khổ. À. Sợ mình không có thời gian mình chăm sóc cho gia đình, bỏ bê và bản thân mình, là dẫn đến cái chuyện không được tốt đẹp về sau này. Mẹ cũng có la đến khi mà bạn thứ năm á, là hai vợ chồng cố tình để cho sanh, nhưng mà cũng không có quan niệm là sẽ trai hay là gái gì hết. Về sau mẹ biết, mẹ giận. Bé thứ năm á là mình giấu luôn. Dạ đúng rồi. Mình không cho mẹ biết luôn. Giấu được gần 6 tháng. Được 6 tháng. Mẹ cũng thắc mắc là tại sao mà mấy tháng trời gần nửa năm mà không về thăm nhà. Mà đến khi mà về thăm nhà thì mình cũng cố tình ngụy trang mặc cái đồ rộng rộng rồi. Dạ. Tự nhiên đâu cơn gió thoảng qua nó đè bụng vô, rồi mẹ nói rồi mày bầu nữa hả? Cái thời điểm đó là giấu được là do là cái cơ thể mình cũng đang gọi là tròn. Dạ. Bụng u lên thì mẹ cũng không để ý, nhưng mà do là đứng ngay trước gió rồi nó tạt nó lộ bụng nhiều quá, mẹ mới biết rằng bắt đầu mẹ vô rồi cũng có nói. Mẹ giận không chị? Giận. Giận phải gần một năm. Giận một năm luôn? Gần một năm, có nghĩa là cái cách nói chuyện của bà không có giống như trước nữa. Mà hay bị dỗi, rồi mỗi lần mà áp lực công việc của mẹ đó, rồi cứ gọi điện rồi hay la thế này thế kia, có liên quan đến chuyện con cái. Lúc nào cũng do mày sanh nhiều thế kia, rồi không có thời gian mà để chăm cái này chăm cái kia rồi đó. Em hiểu được cái tâm lý của mẹ của chị á. Thật ra là mẹ cũng muốn chị là sinh ít thôi, cái vấn đề nó ảnh hưởng tới sức khỏe sau này. Dạ đúng rồi. Thì phụ nữ mình mỗi lần mà mình sinh xong á là mình đã yếu đi rất là nhiều. Dạ. À, mà chị sinh những năm lần, cho nên là mẹ giận ở đây là đã khuyên rồi, là bốn đứa con gái là được rồi, bây giờ thêm một đứa nữa mà không nói mà giấu 6 tháng. Cho tới bây giờ mỗi lần bà áp lực mà mình có gửi cháu về gì đó mà cháu nó quậy quá cũng gọi điện la, do mẹ sanh nhiều. Do mẹ sanh nhiều, đâm ra mình cũng hơi bị hoang mang cái vấn đề đó. Mình cũng tủi thân lắm, tại vì đâm ra mình có một cái tâm lý là mình không có muốn chia sẻ những cái công việc nào đó mà thất bại hay là chuyện gia đình cho mẹ nghe. Tại vì mình có tâm sự cái chuyện chồng chuyện, mẹ lại lôi cái chuyện con cái ra, lại la mình nữa. Bé lớn nhất đó là bao nhiêu tuổi chị? 12. 12 tuổi thì bây giờ em nghĩ là cái bé lớn nhất là bây giờ cũng nó có thể coi em được rồi nè. Dạ, phụ giúp ba mẹ được rồi nè. Bây giờ chị ngồi riêng với em như vậy nè, chị có những cái chuyện nào mà thầm kín hoặc là những cái chuyện nào đó mà chị chưa nói với chồng chị biết không? Có. Là đa số là giống như là mình là phụ nữ, mình ngại về cái vấn đề là mình giấu trong người rất là khó chịu. Nhất là những phụ nữ mà có con đông như mình nè, người ta muốn được chia sẻ. Mỗi lần mình chia sẻ về cái vấn đề là mẹ ruột của mình nó hay nói mình như thế này như kia, mình muốn được chồng mình chia sẻ là anh ơi, mẹ em lại ra la mà vấn đề này vấn đề kia. Nhưng mà ổng không có đồng quan điểm. Ổng vậy nè, ổng sẽ nói em chưa hiểu mẹ em đâu, mẹ em la là đúng. Là đâm ra là có nghĩa là mình bị tủi thân á. Mẹ đã la mình đã buồn rồi, mà gặp người chồng khi mình tâm sự với ổng, đáng lẽ ổng nói lại, ổng lại đổ lỗi thêm nữa đúng không, làm cho mình bị tủi thân nhiều hơn. Dạ. Mình chỉ cần như vậy thôi là mình sẽ có tinh thần rồi, làm tốt công việc người mẹ nhiều hơn, rồi sẽ ủng hộ bất cứ một cái công việc gì đó ảnh muốn làm thêm nữa. Bây giờ mình có cái gì đó mình ngồi xuống mình nói chuyện đi. Giống như cái vấn đề mà chị vừa tâm sự với em á, chị nói là mẹ la mình như vậy, xong rồi nói với ổng, ổng không chia sẻ được với mình. Nhiều khi là cái chuyện mà bên trong lòng chị nghĩ gì như đó. Bây giờ chị nói hết ra đi, mình sẽ ngồi lại mình nói chuyện một cách rất là rõ ràng. Em nghĩ vậy đó, em vậy vậy vậy, mà mình không có tranh cãi mà mình không đưa công việc vô nữa. Chị cứ giấu trong lòng như vậy á thì lâu ngày nó sẽ làm cho mình rất là nặng nề, nó rất là khó chịu. Chị thử thì nói hết cho anh nghe đi. Nói được nữa, có chuyện ông Lăng không ngủ. Cái gì vậy? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ông Lăng không ngủ đâu, ra mình hay bị tụt mút ở chỗ đó đó. Bây giờ cũng hơi khó, cái là kêu ông thay đổi vấn đề đó là cũng phải mất một thời gian. Tại vì công việc áp lực, một hai bé thì nó sẽ khác, mà năm bé thì năm bé nó sẽ gấp đôi gấp ba. Đúng rồi, anh phải cơm áo gạo tiền nè có thể lo được cho bé. Tại vì nhà mình năm bé lần, mà đã là vợ chồng nhau 13 năm rồi, mà cái câu chuyện tình yêu của anh chị nó dễ thương lắm. Nhìn lầm với anh Trăng thôi, mà bây giờ mình có năm bé rồi, cho nên là có những cái khúc mắc gì đó hoặc là những cái hiểu lầm gì đó mà mình chưa có tháo gỡ ra được á, thì mình nên ngồi lại mình nói chuyện với nhau. Chắc là em sẽ chia sẻ bớt cái công việc của ảnh,
qua bên phía em một chút để cân bằng. Cái việc mà mình vừa sắp xếp là làm việc làm sao để mà nó hài hòa với việc chăm con nữa rất là khó nha chị. Tới đây thì em cũng hiểu được cái nỗi khổ của một người phụ nữ khi mà có nhiều con nó như thế nào. Ổng thì cái tiếp nguồn của ổng là công việc nhiều nên là ổng khô khan. Vậy bây giờ chị có mong muốn anh sửa đổi gì không? Chỉ mong ảnh là hỏi han đến vợ nhiều một chút, rồi chơi với con nhiều một chút. Khi mà nói chuyện với chị Vân á thì mình cũng đã hiểu được những cái tâm tư tình cảm của một người phụ nữ khi mà bận rộn rồi phải lo lắng cho nhiều đứa con như vậy rồi. Bây giờ em sẽ nghe xem coi thử là anh cũng sẽ có những cái tâm tư, có những nỗi niềm của mình. Thì em sẽ gặp anh Quân để coi thử là anh có những tâm sự hay là nỗi niềm gì nhá. Dạ. Nãy giờ là em với chị cũng đã tâm sự với nhau những cái chuyện thầm kín rồi. Mình hy vọng là khi mà chương trình chiếu lên thì anh sẽ nghe cái đoạn tâm sự của vợ nha. Còn bây giờ thì mình thì sao ạ? Thì chắc chắn là em nghĩ là mình cũng sẽ có những cái nỗi niềm hoặc là có những cái chuyện mà mình chưa bao giờ mình nói cho vợ mình biết. Thì ngày hôm nay anh có thể tâm sự với em được không? Dạ, anh cũng rất là vui khi mà có cái chương trình này. Tại vì có những chuyện mà đôi khi không phải là nói rồi bạn đời của mình hay là ai đó có dễ nghe được. Anh nghĩ là sau khi chương trình này được công chiếu thì giờ anh xem lại thì anh nghĩ rằng là giờ anh cũng sẽ nhận được rất là nhiều cái điều tuyệt vời. Anh muốn chia sẻ với vợ anh rằng là cái đầu tiên giống như anh nói là đừng bao giờ mà đóng im lặng, đừng bao giờ im lặng. Tại vì đối với anh im lặng nó là một cái điều gọi là anh không rà ra được. Anh không rà ra được ý cô ấy muốn cái gì, cô ấy mong muốn cái gì hay là cô ấy muốn anh chỉnh sửa cái gì. Chỉ cần cô ấy nói là anh cần phải chỉnh sửa cái này, anh sẽ luyện tập và anh sẽ nỗ lực cân bằng để anh luyện tập cái điều đó. Nhưng mà cô ấy không nói thì anh không hề biết được. Cái thứ hai nữa là cái cảm xúc cô ấy cần phải rõ về vấn đề cảm xúc cá nhân của mình với cảm xúc về tài chính. Tại vì nếu mà cứ giận lên như vậy thì nó ảnh hưởng tới con cái. Anh cũng muốn rằng là cô ấy cần phải giữ cái hòm tài chính. Tại vì bản thân anh giữ nhưng mà em biết là đàn ông nhiều khi biết đâu là chuyện gì xảy ra. Là nhớ khi anh xả ngã thì chuyện gì nó xảy ra đúng không? Thì cái đó là cần phải bảo vệ cô ấy, tự bảo vệ cô ấy chứ. Bằng cách là cô ấy kiểm soát cái điều đó cũng như là cô ấy kiểm soát với chính cái hạnh phúc gia đình. Ý của anh Quân á là bây giờ là sau này là muốn chị á có chuyện gì á cứ ngồi là nói rõ là đúng không? Không có nên là chặn Facebook này kia. Nhưng mà em cũng chia sẻ anh một xíu nha. Thật ra là hồi nãy là em cũng có nói vậy đó. Nhưng mà tới bây giờ anh có nhận ra một điều là cứ mỗi lần hai vợ chồng cãi nhau á là anh thường lấy một cái lý do đó là công việc. Tại công việc như thế này, tại công việc như thế kia nó làm anh ảnh hưởng tới những cái chuyện khác. Có bao giờ anh cảm nhận được là vợ anh đó nghe về cái lý do là anh lôi cái công việc vô trong cái cuộc sống hôn nhân quá nhiều không? Thực ra mà nói là cái sai của anh là tại vì do là cái sự chia sẻ nó không có được mở nên khi mà đóng như vậy thì đôi khi anh tận dụng mọi cái cơ hội để anh có thể là chia sẻ để có thể hiểu nhau. Nhưng mà nó là phép ngược, nó là bị trái chiều. Dạ. Nó là không có thuận lợi, là đôi khi là phải chia sẻ nó đúng vào thời điểm như cô ấy nói. Anh thấy rằng là cần phải có cái không gian riêng để chia sẻ về cái những công việc và không gian riêng của gia đình. Em nói thiệt nha, từ ngày cưới chị tới nay đã 13 năm rồi mà quen nữa thì tổng cộng là 17 năm. Thì bây giờ anh có những cái điều gì mà anh thích nói anh chưa làm với chị không? Có một cái điều mà anh nghĩ là phụ nữ ai cũng mong muốn và bản thân anh cũng muốn có một cái gì đó. Đó là cái ngày mà lời gọi là cầu hôn. Thực ra mà nói rằng là hai vợ chồng anh đó là đến với nhau nó khi mà xảy ra là có cháu rồi bắt đầu mới sống với nhau và tới thời điểm này ra mắt hai gia đình thôi, chưa có đám cưới. Chị ra hai mắt gia đình cũng có làm tiệc nhưng mà chỉ là ra mắt hai bên thôi chứ chưa có bạn bè hay là chưa có đồng nghiệp. Nói chung là chưa có một cái đám cưới mà lãng mạn hoặc là gì đó để mà cho chị đúng không? Thì anh cũng muốn rằng là cô ấy cũng muốn cái sự lãng mạn. Thì anh nói rằng là anh là cái người cũng khá là khô khan một tí đàn ông à. Thì anh muốn rằng là ngày hôm nay là có một cái nhờ chương trình là có một cái bí mật, anh em mình một cái bí mật là hãy tạo cho cái bất ngờ. Anh đã chuẩn bị hết rồi đúng không? Chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ nhờ chương trình. Dạ, vậy thì bây giờ em sẽ hợp tác cho anh nha. Dạ, em sẽ giấu. Okay, chứ dạ. Vô cái chuyện gì mà vô miệng em là cả thế giới này đều biết ra. Dạ, nhưng mà lần chuyện này thì em nên giấu. Dạ, okay. Thôi bây giờ thì anh sẽ cùng với là anh Quân, chúng ta sẽ bắt tay nhau vô làm cho chị một cái điều gì đó rất là bất ngờ. Một, hai, ba, vỗ tay. Hai, ba, vỗ tay. Sẽ có một món quà bất ngờ tặng cho em. Bây giờ là mình sẽ bịt mắt lại nha, mình đi nha. Từ từ thôi, có ghế đó. Giữa tay ba mẹ. Mấy con tặng cho em.
trả lời kìa. Mẹ cảm ơn. Điều anh muốn nói rằng là sau 17 năm chúng ta quen nhau, nhưng mà anh thực sự là chưa có dũng cảm cũng như là nói ra được cái một người đàn ông cần phải nói, đó là lời tỏ tình. Vậy thì sau khi mà vợ chồng ta trải qua rất là vui có, buồn có, những cái điều hiểu không có thấu hiểu về nhau, thì bây giờ anh muốn rằng là một lần nữa anh muốn rằng là chính thức cầu hôn em. Em có sẵn lòng làm vợ của anh không? Từ đây em không còn khóc, không có nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia. Ngày hôm nay nó là một cơ duyên để em được tham gia cái chương trình Thám Tử Hôn Nhân này. Thì em cũng là một cái người mà mới có gia đình, thì khi mà tới nay mình trò chuyện, mình tâm sự thì em cũng hiểu hơn về những cái góc khuất của hôn nhân. Mình sẽ có được những cái bài học, những cái chia sẻ nó cũng rất là hay ho, thú vị cho cái cuộc sống hôn nhân của mình. Cảm ơn anh chị rất là nhiều khi mà tham gia chương trình Thám Tử Hôn Nhân, và chúc cho anh chị ngày càng hạnh phúc nè, vui vẻ và sẽ có những cái kỷ niệm đáng nhớ với nhau. Và cảm ơn anh chị đã tham gia chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.